Rồi tiếp tục nhà vườn giao lưu với nhà mình là một phôi cẩm thị nha mình nha. Phôi này liền cốt nha mình, phôi này phôi khủng nha. Phôi này tầm 3 người khiên. Cây rất là già luôn nha mình, liền đều luôn nha. Cây này có mã số là 188, có số đo tổng hoành gốc này là 160 nha. Cây cao tính từ cái mặt bầu nha, mặt bầu mà lên tới đỉnh là 128 nha. Đang nằm cái bầu đất là 80 x 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 3,5 triệu bao ship nha mình nha. Nói chung 3,5 triệu bao ship cây này thì chi phí cũng hết chọi à, hết phần nửa à. Chỗ đây có cái hốc lũa nha mình nha, ở đây có cái bọng lũa nha. Lại cái thân đây nè, cái thân đây có bọng lũa nha. Cây rất là già luôn nha mình. Cái này phôi mới về nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được gì ngân ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Cây này về chắc nó cũng tầm hơn một tạ nha, chứ không dưới đâu. Ba người khiêng cây này. Cây rất là già nha. Nói chung mấy cái phôi này chỉ có giờ chỉ có hàng sót thôi nha mình. Chứ cẩm thị mà mấy phôi lớn giờ cũng rất là hiếm rồi. Thì mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ý thì ủng hộ nha. Rồi mã số 188, nhà vườn xin giao lưu phôi này là 3,5 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.